Trời ơi, giờ này còn ngồi đó nữa hả ông nội? Tưởng đi lên đồ các kiểu rồi chứ ngồi đi chi nữa hả ông Khang? Ủa, lên đồ đi đâu vậy luôn? Sai, nhà quê ghê, vậy mà cũng không biết nữa. Đi bảo chứ đi đâu, Việt Nam vô địch rồi. Ủa, hôm trước nhớ đi rồi mà luôn, hôm nay đi nữa hả mày? Chứ gì nữa, ngày nào không đi. Thôi dắt xe ra lẻ đi cha, để tôi coi còn cái nồi, cái niêu, cái mâm, cái chảo nào không. Kiếm cái gì lát mang ra khua cho nó sơm sơm coi, đâu hết rồi ta. Hay nay mang cái bình ga đi cho nó cảm giác mạnh chút nha ông Khang, được không? Thôi mày dẹp đi, ở nhà ngủ đi con. Đây làm gì có ai đi nữa đâu mà đi bảo. Sời, ông giỡn với tôi nữa hả? Đi bảo đi, Việt Nam vô địch. Mày yêu nước quá ha. Chứ gì nữa, Việt Nam vô địch. Mày có biết lý do gì sao mấy ngày hôm nay người ta đi bảo không nè? Sời, tưởng gì? Tại vì Việt Nam vô địch. Địch. Mà vô địch cái vụ gì nè? Tưởng gì? Vô địch cái vụ à? Cái vụ này hình như quên, chưa có nghiên cứu ta. Ủa mà bữa giờ Việt Nam vô địch cái vụ gì vậy ông nội? Hả? Vậy mà cũng mày đặt đi bảo đồ ha. Kệ chuối, chuối mà, miễn sao Việt Nam vô địch. Địch là được rồi. Tao nghĩ chắc mày đang có cái vụ gì muốn ra đường cái gì phải không? Khoái cho sơm tủ đúng không? Chứ có thấy mày coi đá banh bao giờ đâu mà cũng mày đặt đi bảo. Đi hùa thì có. Trời, kể cha tôi nói chuyện với cái người mà không cùng đẳng cấp gì hết. Hết muốn nói. Không muốn nói chuyện nữa. Nghe không vô luôn. Ê, già ngứa đầu tay quá, điện gãi coi. Ra đường đi bảo ngắm gái chơi ông Khang ơi. Ở nhà có làm gì đâu, chán muốn chết luôn à. Tối ngày tôi với ông nhìn nhau đó, lại ngứa tay nữa rồi nè. Với lại nay tính đi kiếm xin lại cái nón bảo hiểm của tôi hôm trước á. Không, bữa đi bảo vui quá, chắc anh nào cầm nhầm luôn mất tiêu rồi. Hóa ra là mày tính đi kiếm lại cái nón như gì. Thôi nói thiệt nha, người ta hết đi bảo rồi, ráng chờ kỳ bảo sau đi kiếm. Kỳ sau là chừng nào? Tao cũng chưa biết nữa, chắc chờ Việt Nam đá World Cup đi rồi kiếm luôn thể. Thôi ơi, giỡn quậy không nổi. Rồi tôi lấy nón đâu mà tôi xài nè. Đi đi, sẵn tiện mua ít đồ ăn cho tôi nữa. Nhà con khỉ khô gì đâu ăn. Không cần phải đi đâu hết, để tao đặt thì kỳ nào cho. Mày muốn cái gì người ta cũng giao hết, trong vòng 2 tiếng là có liền à. Hay quá vậy ta. Vậy đặt tôi ít đồ ăn với mua thêm quần áo phụ kiện đi. Mà đồ xịn tôi mới xài nha. Yên tâm đi, toàn là sản phẩm từ thương hiệu uy tín Mio Classic Best Smart Hub. Hiện đang giảm giá đến 50%, tặng nón bảo hiểm và muỗng ăn cho bé nữa. Rẻ lắm. Trời, rẻ lắm hả? Mua size lớn giá size nhỏ mà luôn. Vậy sẵn tiện mua nhiều một chút đi. Ok, chỉ cần nhập mã giảm giá BOSS12 là được giảm ngay 8% cho đơn hàng 499.000. Nên tao phải mua nhiều chứ. Yeah, mua nhiều đồ đẹp cho tôi mặc. Sang năm đi bảo Việt Nam vô địch SEA Games nha. Không, mày mà cũng biết sang năm có SEA Games hả? Biết sao không? Khoái đi bảo dữ ha, để tao kiểm tra kinh nghiệm thử coi. Rồi, chơi luôn, chơi. Rồi trong lúc đi bảo đông người quá mà có người bị ngất xỉu thì mày phải làm gì? Thì phải đến và gọi người giúp đỡ, đưa đi cấp cứu thôi, đúng không? Vậy nếu đó là một em xinh tươi cái ông này hỏi lạ, phải kịp thời hô hấp nhân tạo ngay cho em chứ, phải không? Hô hấp liền.